Kết phiên ngày 23 tháng 3, thanh khoản 6.539 tỷ, tăng 4,56 điểm lên 1.045 điểm. VN30 tăng 3,46 điểm lên 1.046 điểm. Phiên tăng thứ 3 liên tiếp của VN-Index, tăng rất là tốt. Khối ngoại thì tiếp tục mua dòng hơn 342 tỷ. Tập trung mua rất là nhiều VHM, VNM, SSI, BOW, HBG. Họ bán ra nhiều Vietcombank, MN, BLX, TTG. Tự doanh thì bán dòng. Họ bán dòng rất là nhiều VPBank, Techcombank, ACB, FPT, MVKG, họ mua vào nhiều chứng chỉ. VPBank thì khi mà đạt được những cái biên lợi nhuận tốt rồi thì họ chốt lời dần thôi mọi người. Thị trường thế giới cũng đang phân hóa. Thị trường châu Á thì có Hang Seng tăng đến 2,34%, Shanghai tăng 0,64%, Kospi tăng 0,31%. Thị trường châu Âu đang điều chỉnh sau khoảng thời gian hồi phục. Thị trường Mỹ hôm qua, Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản thì cũng có một phiên sụt giảm rất là mạnh, thì nhiều nhà đầu tư trong phiên ngày hôm nay cũng lo ngại cái vấn đề mà VN-Index sẽ điều chỉnh theo. Nhưng mà các bạn theo dõi vào phiên sáng, cầu nhiều cung ít, cầu nhiều cung ít thì rất là nhiều cổ phiếu hôm nay có biểu hiện là test cung tốt nha mọi người nhé, nhiều khả năng là sẽ tăng trong ngày mai. Đấy, như ví dụ Nasdaq tăng 0,93%, Dow Jones tăng 0,14%, S&P 500 tăng 0,44%. Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao. Và mọi người nhớ like nhé, like cho vui. Thì các bạn xem video ngày 20 tháng 3, tôi có phân tích với mọi người sau khi mà 3 phiên giảm điểm liên tiếp của VN-Index. Thì tôi cũng phân tích với mọi người ngày 20 tháng 3, đó là thường cái nến mà 3 quả đen kiểu như này thì nó không uy tín, đúng không? Cái nến kiểu như này là mới uy tín này mọi người. Cái nến kiểu như này nó uy tín, cái bộ nến này nó rất là uy tín và nó đang thị trường đang trên vùng đỉnh. Còn cái vùng này mà đang là vùng tích lũy Bollinger thì lại có xu hướng nó bo lại và nó mới về vùng hỗ trợ lần đầu tiên. Thế thường sẽ có những nhiều hồi phục, đúng không? Thì nó hồi phục 3 phiên liên tiếp, nó rất là tuyệt vời. Thì bạn nào mà cầm cổ phiếu thôi là cũng đỡ hơn là những nhà đầu tư cắt lỗ rồi. Những ông nằm cắt lỗ sáng ngày 21 tháng 3 thì đúng là rất là buồn, đúng không? Rất là buồn. Sẽ phân tích những cái cổ phiếu mà tiềm năng tăng trong ngày mai mọi người nhé, phân tích luôn đi. Đấy, thì hôm nay thì có dòng chứng khoán bùng nổ hôm nay rồi, đúng không? Thì những cái dòng này thì có thể ngày mai nó chuyển sang trạng thái rung rũ tích lũy để mà có thể là tiếp tục tăng thêm. Với những cổ phiếu nào mà mẫu hình dòng tiền bắt đầu vào trận rồi thì có thể tăng ngày mai mọi người nhá. Ok, ở trong nhóm thì tôi có khuyến nghị mọi người con Loverland thì hàng về thì mọi người đang lãi, đúng không? Hàng về mọi người đang lãi, ngày mai tăng đấy, tôi nghĩ ngày mai con này tăng. Mọi người nhìn này, cái form này, cái Bollinger bo lại này, đúng không? Bollinger bo lại, test cùng khối lượng thấp này, tăng điểm. Thì thường cái form này là thường ngày mai tăng mọi người nhé. Thường cái form này, form này tăng. Lại còn đánh trên M20 nữa, đúng không? Cho nên thường cái form của Bollinger và con Overland này, nghĩa là mình bỏ ngoài cái vấn đề phân tích cơ bản ra mọi người nhé. Bỏ ngoài phân tích cơ bản ra, bởi vì là bất động sản. Trong giai đoạn gần đây thì có cổ phiếu bất động sản nào tốt đâu, đúng không? Nào DG cũng thanh tra, nhưng mà nếu mà tính từ đáy nó tăng được mười mấy 20% rồi, đúng không? Rồi DG rất là nhiều vấn đề về trái phiếu. Nếu mà các bạn đầu tư dòng bất động sản giai đoạn này, các bạn phải bỏ ngoài cái vấn đề cơ bản ra. Đối với dòng bất động sản thì xét về yếu tố phân tích cơ bản mọi người nhé, chỉ có con sell phân tích cơ bản rất là tốt mọi người nhé. Kể cả báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 cũng tốt, đúng không? Thế bây giờ bỏ ngoài phân tích cơ bản đi thì đang phân tích kỹ thuật thì các bạn nhìn này, Bollinger bo lại này, test cùng khối lượng thấp để tăng điểm này. Nhiều khả năng con này ngày mai tăng, con này dễ là cái cổ phiếu tăng nhá. Không phải là mình khuyến nghị mọi người trong nhóm mua mà mình bảo nó đẹp đâu, nhưng mà nếu mà ông nào ông phân tích kỹ thuật, ông nhìn con này cũng đẹp, đúng không? Trong nhóm chuyên nghiệp thì anh Vũ anh khuyến nghị mọi người con TCH, TCH cũng form kiểu cũng như vậy, nhưng mà con TCH là nó đẹp hơn. Thứ nhất là con này cơ bản cũng đẹp hơn con Loverland. TCH thì cơ bản đẹp hơn Loverland, mẫu hình cũng đẹp hơn. Con này đang bứt nền này mọi người, con này bứt nền, TCH bứt nền này. Ngày mai nếu mà để mà có những dòng mà dẫn và giữ chỉ số cho VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tiếp rồi thì nhiều khả năng ngày mai chắc cũng chỉ tăng nhẹ thôi, hoặc là giữ quanh quanh tham chiếu, giảm nhẹ cũng được, nhưng mà có những dòng nó sẽ giữ trận cho VN-Index thì có thể là Loverland hoặc TCH này. TCH nó bứt nền này mọi người, bứt nền này. Cả chat ngày, chat giờ thì đang rất là đẹp mọi người nhé. TCH này, chat ngày, chat giờ thì đang rất là đẹp. Còn nếu mà các bạn nào mà thích về cơ bản chẳng hạn, sell cũng được. Sell này mô hình dòng tiền cũng đang rất là ổn. Sell mô hình dòng tiền cũng đang rất là ổn. Nhiều khả năng ngày mai có thể tăng tiếp nếu mà dòng tiền hướng đến dòng bất động sản này. Sell này, chat giờ, chat ngày đều đang rất là ok, đánh trên M20.
Euro với TCH Shell đều đang đánh trên 12 và Bollinger đang bo lại hết. Đấy, đang xu hướng. Thường khi mà Bollinger bo lại thì nó sẽ xảy ra hai xu hướng, một là tăng rất là mạnh, hai là giảm rất mạnh. Nhưng mà những cái phiên nó bồi dòng tiền vào kiểu như này thì mình sẽ thiên hướng là xu hướng tăng mọi người nhé. Xu hướng tăng nó như kiểu Bitcoin, tôi phân tích mọi người mấy phiên trước. Hôm hai phiên gần đây thì tôi bận, tôi không lên video, toàn có công chuyện. Nhưng mà đã phân tích với mọi người kịch bản của VN-Index rồi đúng không? Cái nến ba quạ cái vùng này là nó không uy tín bằng cái giai đoạn này nó uy tín hơn mọi người nhé, giai đoạn này nó uy tín hơn. Và cái lúc này mà cả thế giới nó tạo đỉnh chứ không phải mỗi VN-Index tạo đỉnh đâu, nến ba quạ của nó như này nó uy tín hơn rất là nhiều mọi người. Cái nến này là vừa bây giờ đang xây vùng nền này bứt lên, xong rồi test 3 phiên như này thì có vấn đề gì đâu mà phải sợ đúng không? Các bạn xem lại cái video ngày 20 tháng 3, tôi có phân tích với mọi người là nến ba quạ này thường thường không uy tín, có thể ngày mai là sáng đỏ chiều xanh tăng đến 3 phiên liên tiếp đến tận ngày hôm nay VN-Index. Ok, sell nhá. TCH và Novaland khả năng là ngày mai là những cái dòng mà tôi nghĩ là tăng nhá, tôi nghĩ là tăng. Vì cái, đặc biệt là con Novaland này thì nó đánh khá là giống sách giáo khoa, nó bung giờ bò lại này tăng, test cùng khối lượng thấp, hôm nay thanh khoản của nó chỉ có 3,5 triệu cổ phiếu thôi. Thanh khoản rất là thấp, cạn cung luôn, cạn cung tăng điểm là thường thường ngày mai là tăng. Còn không biết là tình hình ngày mai các ông lái như nào, hôm nay khối ngoại cũng gom con Novaland này cũng khá là ác. DG cũng được mọi người nhé, DG là dòng kênh trên của đồ bất động sản, dòng kênh trên. Con này thì nó xây lên và tôi có phân tích với mọi người con DG này rồi đúng không? Các bạn xem video ngày 20 tháng 3 tôi bảo phân tích với mọi người là con này là ngày 21 tháng 3 phải tăng luôn. Bởi vì nó phải đánh giữ nền nha, nếu mà rơi xuống vùng dưới này thì xấu. Đúng không? Nó phải giữ được cái vùng nền này thì tốt. Đấy. Cho nên cái form của bất động sản bây giờ là cái form mà có thể ngày mai sẽ tăng đấy mọi người nhé. Là cái form sẽ tăng, nhưng mà con DG này thì con này thì biên thì tôi đánh giá nó cũng không được quá nhiều đâu, mà nó là có vùng vùng này. Còn nó DG là chắc lên vùng 12-40 xong bắt đầu thì phải test lại mọi người nhé, 12-40 thì lúc đấy nó sẽ tạo cái form gọi là cốc tay cầm mọi người nhé, thường là phải như vậy. Nó nhiều có CI mọi người, nó sẽ đánh hao hao CI. Giai đoạn này các bạn nhìn rất là nhiều cổ phiếu đánh hao hao giống nhau thôi. Này CI này cũng gặp này, các bạn nhìn nhé, ngày 14-55 này đấy, cũng 14-55 gặp xong rồi nó phải test lại một vài nhịp xong rồi đánh cốc tay cầm đấy. Thì con CI này cũng đang tạo cái form cốc tay cầm. CI thì tôi cũng có khuyến nghị công và cho mọi người trên YouTube này cũng mua đúng không? Trên cái vùng dưới này thì rất là nhiều bạn cũng mua được con CI nha. Thì cũng bây giờ cũng lãi hết rồi mà, nhưng mà CI trong nhóm anh Vũ anh cho mọi người chốt lời hết rồi. Thuần về mặt phân tích kỹ thuật thì con CI chả vi phạm gì cả, mẫu hình dòng tiền cũng đang rất là ổn, gọi là gặp vùng kháng cự là nó xử lý vài phiên thôi, nếu mà VN-Index mà ổn thì nó cũng bay thôi. Để xem chat giờ nha. Chat giờ này thì là đang xu hướng tích lũy xử lý cả, có thể là nó mà tích lũy được tầm một hai phiên nữa là dễ cũng bay, có thể là bay luôn, nó có thể là bay luôn, nếu mà viên ngách ổn nó có khi là bay luôn. Nó đang xây nền này các bạn, nền một này, rồi nền hai, bắt đầu xây nền ba rồi, rồi xây nền ba là mẫu hình cốc tay cầm rất là truyền thống, không truyền thống. Thì con DG là cũng vậy thôi mọi người, khả năng gặp vùng kháng cự ở này đấy, gặp vùng kháng cự này thì là vùng kháng cự 12-40 đấy, thì cái vùng kháng cự 12-40 là cũng vùng gọi là vùng vùng đáy trước của nó, đáy trước của nó gặp vùng kháng cự này thì khả năng cũng test lại hoặc là khỏe hơn thì bay luôn, MACD, Bollinger hay các cái về vấn đề về phân tích kỹ thuật của nó thì không có vấn đề gì vi phạm mọi người nhá, tiếp tục có thể làm giữ được thêm. DG thì tôi không nghĩ là hôm nay nó có thể có một cái phiên kéo ATC tốt được như vậy. Đăng ra nhiều tin gọi là lãi suất giảm đấy, nó hôm qua Fed thì tăng 0,25 điểm. Thì khả năng là cũng là tăng lốt lần nữa đúng không? Tăng lốt lần nữa thì là bước vào chu kỳ là giảm lãi suất. Giảm điểm đấy mọi người, giảm điểm đấy. DG này thì tôi cái độ bất động sản này khả năng là bắt đầu là chạy trước tin đúng không? Chạy trước tin. Nói gì thì nói, những cái vấn đề độ bất động sản đấy thì nó khi mà ngân hàng nhà nước mà hạ lãi suất xuống hay những cái vấn đề liên quan đến hạ lãi suất chẳng hạn, đấy thì độ bất động sản luôn luôn là những cái đội mà nó hưởng lợi, gọi là đầu tư chứng khoán đấy mọi người, đầu tư theo kỳ vọng thôi mọi người. Đầu tư theo kỳ vọng giống như giai đoạn năm 2021 đến đầu năm 2022 chẳng hạn, chứng khoán nó tăng theo sự kỳ vọng mà, đúng không? Sell DG tăng ầm ầm, tăng cả mấy trăm phần trăm, thậm chí cả 1000% trong vòng có mấy tháng trời, đúng không? Xong rồi nhà đầu tư cứ phân tích cơ bản rồi đếm cua trong lỗ, xong cuối cùng lúc bây giờ úp đến tận bây giờ, nó úp đến tận bây giờ như DG và Sell. Bây giờ DG có giá 12 và Sell thì cũng đấy chia 10 rồi,
Đấy thì bây giờ tại sao lại như vậy, xảy ra cái vấn đề như vậy đúng không? Vĩ mô thay đổi gọi là quay đầu ngay. Cứ đất đai tất nhiên trong khoảng tầm 3 đến 4 năm nữa hoàn toàn DG và CL thì có thể là nó sẽ quay trở lại test cái vùng đỉnh của nó đúng không? Hay là như kiểu FLC chẳng hạn. Cũng 10 năm nếu mà không xảy ra những cái vấn đề pháp lý thì đấy, nó cũng về test lại vùng đỉnh của nó là 10 năm đấy, đúng không? 10 năm nó rời nó về nó test lại vùng đỉnh của nó thì DG sell 10 năm nữa là về test lại chuyện rất là bình thường. Đúng không? Bây giờ nó đang xảy ra những cái vấn đề khủng hoảng rồi thanh tra rồi vĩ mô thay đổi thì nó mới có mức giá như này cho các bạn đầu tư chứ, đúng không? Xét về mặt phân tích kỹ thuật thì DG và sell đội bất động sản thì thường thường cái form kiểu như này thì ngày mai sẽ là những cái đội mà có thể dẫn dắt VN-Index. Đây là cũng là những cái cổ phiếu mà mọi người hỏi nhiều nhất, cũng là những cái cổ phiếu mọi người hỏi nhiều nhất, hỏi riêng. Xong bất động sản mọi người nhá, sang banh đi, banh có SHB đúng không? SHB thì cái form này thì các bạn cứ cầm thôi, việc gì mình đâu phải bán đâu. Có thể các bạn nếu mà test lại thì các bạn có thể tham gia các bạn mua thêm. Nếu test những một vài phiên tới nó lại test lại cái vùng mà 10-20 thì các bạn mua nhá. Nếu test lại vùng 10-20 là mua được SHB nhá. Đấy những cổ phiếu mà này có SHB vào hai phiên dòng tiền này, một này, hai phiên rồi. Ngày 17 tháng 3 và ngày 23 tháng 3 là hai phiên vào dòng tiền rất là rõ ràng rồi thì xu hướng thì có thể là tiếp tục tăng tiếp. Và cái form này thì cũng chả vi phạm gì cả, đúng không? Bollinger đang bo lại có xu hướng tăng 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 lên. Đấy, nếu có test lại 10-20, test rồi vùng 10-20 thì các bạn tham gia các bạn mua nhá. SHB. SHB. Không có vi phạm gì đâu. Liên Việt lòng ngoằng này mà test cung mà khối lượng thấp này có thể là, có khi lại là bay tiếp đấy mọi người. Có Liên Việt đấy. Chả vi phạm gì. Con này tôi phân tích với mọi người nhưng mà con này đầu tư thì hơi rủi ro đúng không? Ăn thì ít mà lỗ thì nhiều cho nên là mình cũng hơi rén. Con này thì bạn nào có thì cầm được nhá. Liên Việt bạn nào có thì cầm được. Con này test cung khối lượng rất là thấp này, tăng hôm nay tăng hơn 1%. Đấy, khối lượng rất là thấp. Hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ được, bạn nào mà đang cầm cổ phiếu này thì hoàn toàn có thể nắm giữ được. Test cung khối lượng rất là thấp, thường thường là sẽ tăng. Đấy, thường thường là sẽ tăng. Mà đây là cái vùng mà gọi là vùng khá là cao rồi. Mình chấp nhà đầu chấp những cái người người ta mua từ vùng dưới này biên lợi nhuận rất là lớn rồi, nhưng cái vùng này thì bạn nào có thì giữ thôi chứ còn để mà mua thì thành thật với mọi người là rất rủi ro, đúng không? Rất rủi ro. Giống như con VP Bank này nè mọi người. Con VP Bank này các bạn nhớ cái phiên phiên nào? Tôi cũng phân tích với mọi người là trong nhóm là bảo canh con này mà về test lại vùng lấp gáp là tham gia mua được, mà test lông quá đúng không? Con này test lông quá, lái nó cũng đánh rất là rát đúng không? Nó chỉ test lông lông này nó đánh lên luôn. Có nến treo cổ đấy mọi người, nến treo cổ, nến VP Bank, nến treo cổ nhiều khả năng là ngày mai sẽ điều chỉnh đúng không? Điều chỉnh là chuyện rất bình thường, trong quá trình nó đi lên rồi thì điều chỉnh là chuyện rất là bình thường thôi mọi người, có vấn đề gì đâu. Thường form này form dễ điều chỉnh là nến treo cổ, đúng không? Nến VBank treo cổ gặp vùng kháng cự cũng điều chỉnh là chuyện rất bình thường. Khả năng là nếu mà có điều chỉnh chắc về vùng 1975. Đấy, quanh quanh vùng 1975, 1985. Khả năng vậy. Còn khỏe hơn nữa đánh lên luôn. Nhưng mà thường cái gặp cái cặp mà treo cổ như này là thường là sẽ điều chỉnh mọi người. Thường là sẽ điều chỉnh. Còn khỏe hơn nữa thì bay luôn. Nhưng mà tôi thường là sẽ điều chỉnh. Điều chỉnh để mà có những cái cổ phiếu nó có dư địa, ví dụ trong VN30 chẳng hạn thì sẽ có những cái cổ phiếu mà còn dư địa để nó tăng. Chứ bây giờ ông này ông tăng rất là khiếp rồi, nó tăng từ vùng đáy lên mình 25-30% rồi. VBank, BRR có thể là nó dư địa dành cho những kiểu BRR chẳng hạn hay Lovoland, đấy những cái cổ phiếu mà nó chưa tăng được quá nhiều. Đấy, giữ trận cho VN-Index mọi người nhé, đấy là có thể là theo kịch bản là như vậy. Novoland rồi sang dòng thép đi. Nam Kim, Nam Kim thì tôi đánh giá cũng chưa được đẹp lắm rồi. Bây giờ đánh hôm nay lấy lại được 10-20 thì ai mà đánh ra 10-20 khả năng lại vào tiền, nhưng mà để mà xem form cái mẫu hình này thì hiện giờ thì mình chưa nên vào vội rồi. Bạn nào mà thích thì các bạn có thể đợi nó lên vùng trên này xử lý cản một vài phiên, nếu mà xử lý cản thành công được 2-3 phiên thì bạn vào cũng được rồi, chưa việc gì phải vội đâu. Dòng thép đang nhiều tin tốt, HBG, HBG thì form vẫn chưa được đẹp lắm, HBG, Hoa Sen xem nào, Hoa Sen cũng như Nam Kim thôi, đang cái vùng tích lũy xử lý cả, chưa chưa mẫu hình này thì để mà cái form này để mà tăng mạnh thì hơi khó mọi người nhé, tăng mạnh thì hơi khó,
Và dù có tăng mạnh, ví dụ ngày mai tăng mạnh đi, thì các bạn cũng, nếu mà có thì các bạn cũng nên chốt lời. Đó. Ví dụ như cái form này, thường cái form này là nó phải đánh lại loằng ngoằng phải tầm 3 đến 5 phiên đấy, chứ không phải là một phát mà tăng mạnh mạnh luôn đâu. Thì còn ngày mai nếu mà tăng FOMO lên, nếu mà thị trường nó bùng nổ chẳng hạn, thì những cái cổ phiếu như kiểu cái form kiểu hoa sen này thì để mà tăng mạnh hơi khó mọi người nhé, tăng mạnh hơi khó. Nhưng mà cứ tăng FOMO lên tầm 4-5% là các bạn nào có thì các bạn chốt được hoa sen đấy. Nam Kim, tôi thiên về kịch bản ngày mai bất động sản tăng hơn đấy, bởi vì cái form của ví dụ như sell là một này, TCH này đúng không? Đang cái form của nó này, cái bóng Bollinger nó bo rất là chặt, thì cái form này thiên về kịch bản là nó sẽ tăng mọi người nhá, thiên về kịch bản nó sẽ tăng. VN-Index thì đang đánh rất là giống cái kịch bản của giai đoạn mà tháng tháng 7 rồi. Đấy, tháng 7 năm 2022 đấy, Bollinger nó bo lại này, các bạn nhìn này, cũng Bollinger bo lại này, cũng bo bo chặt 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 vào rồi này. Đấy thì có thể là xu hướng sẽ đánh lên, nếu mà đánh được cửa form này thì khả năng kèo ngon. Nhưng mà các bạn cứ bình tĩnh thôi mọi người, nó cũng phải xử lý cả loằng ngoằng còn chán, cho nên không có gì mà phải vội đâu mọi người. Hoàn toàn nó có thể lên chế, ví dụ bây giờ lên được cái vùng mà 1055-1060 lên vùng đó, khả năng phải test là một vài nhịp, xong lúc đấy các bạn vào vẫn kịp mọi người nhá, không việc gì phải vội đâu. Cái form này để mà bứt qua vùng kháng cự mạnh này luôn thì hơi khó mọi người, không có kiểu mà bứt được qua đâu. Từ cái form này nó phải xử lý loằng ngoằng còn chán. Hôm nay thì phiên tăng bạn thứ ba liên tiếp thì cũng gọi là bộ ba lính ngự lâm, nhưng mà cái bộ này thì nó không được đẹp, nó cũng như kiểu cái bộ ba quả đen này thôi, ba quả đen nó cũng không uy tín bằng ba quả đen trên vùng này. Bộ ba ngự lâm này cũng không 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 được là gọi là cái form mà quá đẹp. Ba ngự lâm phải như này này mọi người, ba ngự lâm phải như này đây, 1 2 3 form ba ngự lâm đấy, cái form của VN-Index này, ba ngự lâm 1 2 3 đấy, cái form này cái các bộ lớn này thì nó đẹp. Và thường thường là sẽ xu hướng tăng tiếp, bộ lớn bộ này thì thường thường phải tầm 80% là tăng tiếp. Thế cho nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà mọi người đánh mạnh nhất đấy, giai đoạn mà đầu tư nào thì thép đấy, tôi cho mọi người đầu tư thép với hoa sen, Nam Kim ở trong nhóm Hòa Phát các thứ đấy, rất là nhiều cổ phiếu đã ăn được biên lợi nhuận trong giai đoạn này. Còn cái bộ ngự lâm này thì nó không uy tín, nó như kiểu bộ ba quạ này, ba quạ giảm, tôi cũng phân tích mọi người ba quạ này không uy tín đâu. Gặp vùng hỗ trợ này thì nghĩa là khi mà xảy ra cái bộ ba quạ ba ngự lâm ở thuần về trong sách phân tích kỹ thuật đúng không, trong sách nến chẳng hạn, thì nó sẽ là xu hướng tiếp tục tăng điểm đúng không. Đấy ba quạ đấy, nếu mà thường như vậy thì ai dám mua những cái cây kiểu như này đúng không? Nhưng mà cái ba quạ này ba quạ không uy tín về về vùng hỗ trợ đúng không, về vùng hỗ trợ, thế cho nên là thường nó sẽ bật ngược lên. Phân tích với mọi người, các bạn xem lại video ngày 20 tháng 3, phân tích mọi người ai mà cũng uy, ai cũng bi quan các thứ ấy. Tôi phân tích với mọi người như vậy. Ok, banh này, trứng này, thép rồi. Trứng thì thôi nhỉ, trứng trứng thì thôi, chắc là bạn nào có thì cầm thôi. Trứng hôm nay tăng rất là bốc rồi, tăng được 3 phiên rồi, nhiều VCI tăng được 3 phiên rồi. Nếu có thể nó chuyển sang trạng thái dung rũ tích lũy mọi người nhá, dung rũ tích lũy. Có thể là sẽ như VP Bank này mọi người. Sau quá trình mà nó tăng mạnh ấy mọi người. Sau quá trình nó tăng mạnh. Đây nó sẽ hao hao, có thể là khả năng sẽ đánh như VP Bank, nó sẽ tích lũy dung rũ tích lũy tầm 3 đến 5 phiên nó bắt đầu làm một nhịp nữa. Để nếu mà khỏe làm một nhịp nữa. Đấy, chứ đội này thì thôi, mình vào gì nữa. VBank này đang trong cổ VCI nhá. Đấy này. Có thể ngày mai tăng thêm chút, xong rồi chuyển sang trạng thái tích lũy tích lũy. SHS SHS là còn dư địa này mọi người, nhưng mà SHS này xử lý cả này cũng phải 1-2 phiên. Đấy, loằng ngoằng trong vùng này. Tối thiên về kịch bản ngày mai bất động sản kéo hơn là đội chứng khoán. Đội chứng khoán hôm nay cũng rất khỏe rồi. Và cũng đấy, ETS thì cũng rất là khỏe. ETS là ngày mai khả năng là liên tiếp vùng 2245 nhá. Bạn nào mà có ETS này chẳng hạn thì các bạn canh ngày mai nó tăng FOMO lên, các bạn nên chốt lời đi nhá, chốt lời đi nhá. ETS ngày mai tăng FOMO lên tầm 2-3% chốt lời, hoặc là các quanh canh vùng 2245 đấy. Quanh cái vùng đó thì nên chốt lời đi nhá. Thì sẽ tạo cái form một cốc tay cầm đấy nhá. ETS VCI đấy. Thời gian tới chắc là theo dõi SHS đi nhỉ. SHS thì gặp vùng kháng cự xử lý cả, rồi về test lại thì các bạn tham gia các bạn mua. VCI cũng được, VCI có thể là nó sẽ đang là đội đầu tàu dẫn sóng của dòng chứng khoán, thì khả năng là nó đánh như con VBank, nó tích dung rũ tích lũy tầm 2 đến 3 phiên nó bắt đầu đánh lên tiếp. Đấy, VN Index mới tích cực, VND xem nào. VND cũng đang rất là ổn.
Có thể ngày mai là những cái cổ phiếu ví dụ như kiểu VND hay SSI tiếp tục tăng. Đó. Ngày mai sẽ đội chứng khoán sẽ phân hóa đấy mọi người. Đội chứng khoán sẽ phân hóa. Ừ. Khả năng là SSI, VND tiếp tục tăng. Đó. Form này form. Nếu ví dụ VCI vượt đỉnh rồi thì đội này kiểu gì nó ít nhất là phải test được cái vùng kháng cự trên này, đúng không? Kháng cự ngắn hạn của nó. SSI, VCI. VND, banh chứng thép dầu khí. Dầu. Giá dầu cũng đang hồi phục rất là tốt thì kỳ vọng ngày mai nó cũng có ví dụ test 120 đúng không? Nhưng mà ví dụ là BVC hay là BR chẳng hạn thì hoàn toàn có thể test được vùng 120. Nhưng đội này đang là vùng kênh dưới của thị trường, đúng không? Đấy. BR kỳ vọng là test 120 thôi hoặc là test cái vùng mà 1580 hay quanh quanh vùng đó. Đội dầu khí đang đội khá là yếu của VNX. BVD. Kỳ vọng test 120 mọi người nhá. Như BVD kỳ vọng lốc gáp lớp cái vùng 2070 mọi người nhá. Lớp vùng 2070 hoàn toàn có thể hồi phục đấy. VNX mà những cái đội này nó chưa đội chưa tăng thì hoàn toàn là có thể là những cái đội tăng trong ngày mai. Có thể đi cùng với đội bất động sản để đấy, hôm nay BLX tăng trước rồi này. BLX hôm nay tăng trước rồi. BLX hôm nay tăng 3,31%, đúng không? Tăng trước rồi. Nhiều ví dụ như ai cầm cổ phiếu này thì test quanh quanh test vùng MA50, MA20 đấy. Đấy, test quanh quanh vùng này. Ví dụ là cái con BLX này chỉ lên vùng tầm quanh quanh vùng 37 thôi là các bạn phải lên giải tán nó đi. Đội dầu khí đang là xu hướng kênh dưới. Nhá mọi người nhá. Kênh trên của thị trường bây giờ đang là dòng chứng khoán mọi người nhé, đang dòng chứng khoán và dòng bất động sản đó. Cái form mẫu hình của nó đang là form đẹp nhá, form gọi là form đẹp thôi chứ không phải kênh trên kênh dưới cả, nhưng mà cái form đẹp của thị trường bây giờ dòng bất động sản và dòng chứng khoán đang là form đẹp nhất. Và dòng banh thì có con SHB nhá, SHB và TP Bank thì cũng đang form khá là ok, nhưng mà con này thì mới gãy một nhịp thì thường thường nó xử lý cả khá lâu đấy. Thì phần bóng banh thì con SHB với T Banh với cả thậm chí là Liên Việt này, Liên Việt nó cứ test cùng một khối lượng thấp này có khi là đánh lên tiếp, bởi vì là lại nó chưa thoát được hàng mà mọi người, chưa thoát được hàng có khi nó kéo lên FOMO tiếp, nó giống như con V Banh có khi nó kéo lên luôn. STB xem nào, STB thì form này form phải đánh lại tích lũy thêm nhá. Đấy, banh chỉ có con SHB và con T Banh thì nhìn nó ổn. SHB thì tiền vào hai phiên rồi loằng ngoằng những phiên tới mà nó có test lại thì các bạn tham gia các bạn mua thôi. BB Bank thì là treo cổ rồi, treo cổ thường thường như này thì tôi bán khẩn trương. Tăng thì trả được bao nhiêu mà nó về test lại, thường thường là test lại. Gặp cái quả treo cổ này thường tôi sẽ bán nhá. Không biết là có tăng thêm nữa không, tăng lên thì bốc quá, không, tăng phi luôn lên thì bốc quá. Mà treo cổ này thường thường là phải test lại, ít nhất là một hai nhịp. Ok, hôm nay phân tích vậy đi, các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhá. Tối sáng ngày mai trả lời mọi người. Dự kiến ngày mai dòng bất động sản sẽ là dòng dẫn dắt thị trường, ví dụ những cái cổ phiếu như Shell chẳng hạn, TCH hay DXG, những cái cổ phiếu như vậy. Ngoài ra còn rất là nhiều cổ phiếu trên thị trường nữa, các bạn hoàn toàn có thể bình luận phía dưới nhé, mọi người nhé. Ok, các bạn muốn hỏi anh nào bình luận phía dưới. Các bạn muốn tham gia dùng khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên thì các bạn EC từ 2 triệu trở lên. Còn các bạn mà muốn tham gia dùng khuyến nghị, phân tích thị trường trong phiên, tham gia khóa phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền, các bạn EC từ 5 triệu trở lên, nhá, mọi người nhé. Ok, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.